Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của máy ảnh Libiu nhé. Và hôm nay Libiu sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng chiếc máy này nha. Đây là chiếc máy máy ảnh kỹ thuật số Olympus K-Media. Cái dòng của nó là C750 Ultra Wide. Rồi thì trên thực tế là cái dòng cái kiểu giống như nào thì cái đời C nó có nhiều con lắm nha. Mình có là C700 và 720, 750 và 755 rồi rất là nhiều thứ luôn. Thì các bạn những cái con máy khác cũng hãng Olympus mà dòng K-Media đó thì các bạn có thể dựa vào cái clip này để các bạn chỉnh đều được hết nha. Thì cơ cấu cái cách thiết lập nó cũng giống nhau hết à, các bạn xem là các bạn sẽ hiểu. Rồi đầu tiên thì mình hướng dẫn các bạn gắn pin cho máy nha. Thì máy này sử dụng 4 viên pin như thế này. Thì mình lưu ý với các bạn là đối với những dòng máy như thế này để mà chất lượng đảm bảo thì các bạn sử dụng những viên pin mà sạc được á. Pin sạc là cái pin mà khi mà hết pin thì mình sẽ gắn vào cái đế sạc để mình sạc á, thì những viên pin này nó mới đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động. Còn các bạn mà mua pin rẻ tiền quá, ví dụ như là 5.000, 10.000, 20.000 gì đó thì thường nó không có đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động nha. Cái thứ hai là thẻ nhớ của máy thì gạt ở đây nè. Thì máy này sử dụng sẽ nhớ là XD nha. Cái thẻ này gọi là thẻ XD nha. Đó, rồi các bạn lấy này. Do đó là các bạn khi mà có, nếu mà mua đầu đọc thẻ của cái máy này thì đọc có được là loại thẻ XD mới được nha. Rồi mình cắm thẻ như thế này, sau đó mình đậy lại. Thì máy này sau khi đó thì mình mở nguồn như thế này, nút báo rồi nè. Ở bên đây của máy thì nó có mấy cái cổng này, một cái cổng này là cổng USB để mình chép ảnh vào trong máy tính, cái cổng này là cổng sạc. Rồi các bạn thì hạn chế sử dụng cái cổng sạc này ha, nếu mà sạc thì chúng ta sạc bằng pin á. Rồi sau khi gắn xong như thế này thì chúng ta mở nguồn như thế này ha. Thì ở đây nó sẽ có cái nút Quick View này nè. Nó có một số trường hợp các bạn mở nguồn lên mà cái màn hình này nó đen như thế này á, là nó không hiện đây đó. Các bạn bấm đây nha. Bấm đây nó sẽ hiện, và bấm đây nó sẽ tắt. Đó. Rồi. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn các chức năng chụp của máy. Máy này cái chữ B này là chụp chế độ auto. Mà các bạn nếu mà không có rành về hoặc là lười chỉnh đó, thì các bạn chỉnh về chữ B này là các bạn chụp là dễ nhất. Rồi qua đây nó có 3 chế độ là A, S và M. Thì tí nữa vô trong mình sẽ chỉnh hướng dẫn các bạn về chế độ A, S, M này. Rồi đối với chế độ A này là chế độ Auto, rồi S và M là 3 chế độ khác nhau nha. Chế độ My này là giống như là cái loại mà mình chỉnh sẵn trước vậy đó. Mà cái này thường ít có sử dụng lắm. Các bạn chỉnh ở B là đã đủ ok rồi. Đây là chế độ quay phim nha. Bên đây là giống như là chụp chân dung vậy đó, chụp chân dung. Rồi bên đây là chụp vào ban đêm, chụp ban đêm cái hình cái mặt trăng với cái ngôi sao là chụp vào ban đêm nha. Qua bên đây là chụp phong cảnh, bên đây là chụp phong cảnh nha. Còn qua bên đây là chụp mà vừa có người mà vừa có phong cảnh luôn đó. Mình thấy là cái hình này là cái hình giống như cái hình mà có hai quả núi mà có thêm người trong đó đó. Rồi bên đây là chụp về thể thao, là chụp những cái vật thể mình di động này kia đó. Bên đây là chụp chân dung, xin lỗi các bạn là ngay chân chỗ đầu bên đây là mình chụp mà chụp giống như chụp tập thể nhóm người á. Bên đây mình thấy là 2-3 người nè, đứng nè. Nó là chụp người nhưng mà đông người ha. Còn đây là chụp chân dung, hai cái là khác nhau. Ngoài ra nó có chức năng auto này là chụp auto các thứ. Auto với B này nó gần giống nhau thôi. Mà đối với cái B thì nó sẽ cho mình chỉnh nhiều hơn, còn cái auto nó sẽ cho mình chỉnh ít hơn, chút xíu mình chỉnh cài đặt ở trong bên trong á. Và ở đây là xem lại hình ảnh đã chụp nha. Ví dụ như mình bấm vào đây mình đang xem lại hình ảnh đã chụp nè. Đó, những cái hình mình đã chụp đây nha. Rồi thì thông thường đối với cái máy này thì các bạn để chế độ B là mình nghĩ là chụp hợp lý rồi. Rồi đây mình sẽ zoom xa gần đây ha. Đây là ví dụ mình chụp cái tay mình là zoom xa ra nè. Đó, gần lại nè. Rồi cái này mà để bấm chụp thì các bạn đưa đây bấm nhẹ cái mà nó nghe tiếp nghĩa là chụp nha. Đó, các bạn để ý trên cái màn hình nó có màu xanh xanh á, bấm mà nghe cái tiếp là có máy là chụp được. Bấm nhẹ cái cho nó lấy nét sau đó bấm chụp luôn. Rồi cái nút này á, bật lên là đèn LED ha. Rồi mình bấm thử đèn LED luôn nè. Khi mà các bạn chỉnh vào chế độ đèn LED á, thì các bạn đợi thời gian để nạp điện cho đèn LED nha. Thì nếu mà mình mua pin xịn chất lượng cao thì cái thời gian nạp nó sẽ nhanh hơn, còn nếu mà mình mua pin giá rẻ thì thời gian nạp điện cho LED nó sẽ lâu hơn tí xíu nha. Mình bấm vừa chụp rồi đèn LED đánh ok đó. Rồi mình nhìn tắt LED xuống nha.
Rồi cái chỗ này cái nút khóa là nút, ví dụ sau khi mình chọn mình chụp tấm hình số 1, số 2 gì đó mà mình không muốn xóa tấm hình đó đó, mình bấm đây là khóa lại. Còn ở đây là chế độ chụp macro. Bây giờ mình bấm đây nè. Bấm đây á, là nó sẽ xuất hiện chế độ chụp macro. Hiện nay cái máy này đang sử dụng cái ngôn ngữ là tiếng Nhật, mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh qua chế độ tiếng Anh cho dễ hướng dẫn nha. Rồi mình sẽ nói tiếp nữa. Các bạn bấm vào nút OK đây nè, bấm nút OK giữa nè, bấm đây nè. Nó sẽ xuất hiện bốn hình này, các bạn bấm nút qua nha. Bước qua bên đây thì mình bấm qua bên đây xong bấm xuống. Bấm ở ngoài này ha, ở ngoài này nó có ba cái thẻ nè, bấm xuống nữa. Đó, các bạn chú ý là hình cái hình mặt người giống như nói chuyện đó là ngôn ngữ đó. Rồi bấm qua đây, đó, sẽ chuyển qua tiếng Anh rồi đó. Rồi. Thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn tiếp. Cái nút ở đây là nút macro hoặc là lấy nét nè. Ví dụ như đây nè, thực hiện macro off. Mình bấm cái nữa là macro, bấm cái nữa là chỉnh macro đó. Chụp macro là chụp những cái vật thể gần, ví dụ mình đang chụp chiếc nhẫn của mình nè, nó vật thể nó là một cái vật thể gần. Rồi. Còn cái nút đây là chụp bằng cái hẹn chụp hẹn giờ, mình nút bên đây nè. Đó, cái này off là tắt chế độ hẹn giờ. Bấm cái nữa là xuất hiện chế độ hẹn giờ. Đó, bấm một cái nữa ra cái hình này là sử dụng bằng cái remote nha. Cái remote đây nè. Thì đối với cái remote thì mình có một cái remote để mình cầm từ xa mình bấm, nhưng mà cái máy này hiện tại không, mình không có cái remote trong tay nha. Đồng thời mình khi mình xem lại hình ảnh thì đây là xem là hình ảnh nè. Mình muốn xóa hình này cũng bấm ở đây nha. Xóa bấm cái nút này mình thấy cái hình giống như cái thùng rác này nè. Bấm vào đây chọn Z là xóa đó. Rồi. Thì cơ bản là mình hướng dẫn các bạn là mấy cái nút đây rồi. Rồi mình muốn bấm qua bấm lại rồi mình xem lại hình ảnh nè, các hình ảnh đã chụp nè. Bấm qua bấm lại hoặc bấm lên bấm xuống nha. Mình giờ chuyển qua chế độ B lại. Tiếp theo thì đây là bốn cái nút chỉnh lên chỉnh xuống thôi. Rồi thì cơ bản là mình sử dụng máy là như thế. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cài đặt máy này nha.